Cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Nghịch Ngô Đánh Đu Với Đời các bạn ạ. Đây thì tôi đã có xin chào tất cả các bạn. Tôi Thanh Hải xin chào tất cả anh em. Thì các bạn ơi, thì bọn ý đặt chơi một sẽ chơi một trò chơi gọi là thử thách đi. Đấy, thử thách để 100 mấy gạch lên cái tầng hai các bạn thấy không? Đấy. Rất chi là nhiều gạch luôn các bạn ạ. Đấy, thì mình sẽ đè 100 mấy gạch lên người tầng hai các bạn nhé. Mình sẽ thử đè 100 mấy gạch lên người tầng hai để xem cảm giác như thế nào các bạn ạ. Đấy, các bạn ơi. Các bạn thấy này, đống gạch luôn các bạn nhá. Em mình xếp đúng 100 viên các bạn ạ. Đấy thì mình sẽ đè 100 viên gạch lên người thằng Hải để xem mà cảm giác như thế nào. Và nếu Hải thằng Hải nếu chịu được 100 viên gạch ấy thì sẽ được 100k của mình các bạn ạ. Này, các bạn thấy không? Một đống gạch to như thế này luôn các bạn này. Đấy mà thằng người thằng Hải thì nhỏ bé đi. Đây mày thứ nằm rồi xem cô vứa. Đấy. Các bạn này, người nó nhỏ bé nhỏ hơn cả đống gạch luôn các bạn ơi. Đấy, thì mình sẽ xếp 100 viên gạch lên người thằng Hải các bạn nhá. Sẽ hỏi cảm giác nó các bạn ạ. Có sợ không? Sợ chí. Sợ thì đừng có mẩn nè, không mẹ ngả đâu nè. Chơi luôn nhỉ. Ờ. Rồi nè, các bạn là hắn chơi nè. Nè, các bạn thích gạch không? Bây giờ mình sẽ đè 100 viên gạch lên người nó các bạn nhá. Canh bao lại một lần nữa là các bạn nhỏ không nên xem theo clip của mình nên làm theo các bạn nhá. Đây clip mình vui giải trí thử thách cho thằng Hải là các bạn ạ. Thì đừng có ai mà làm theo mình các bạn nhá. Mình sẽ xếp 100 viên gạch lên người thằng Hải luôn đi xem cảm giác như thế nào các bạn nhá. Mình cho thằng Hải nằm xuống nha, nằm xuống đây. Xuống. Các bạn thì giờ mình sẽ xếp 100 viên gạch lên người Hải xem cảm giác như thế nào các bạn nhá. Rồi nằm xuống. Thì mình sẽ đã hết đi lưu viên các bạn ơi. Cảm giác như thế nào? Thế như đang cảm giác như đang chịu. Ôi chịu à? Năng rơi rơi giỏi đừng có to mồm. Hả? Xem nào không? Xem hết chưa được mấy viên nữa là xin được 100 nghìn. Hả? Các bạn đi xem này, xem thải này. Ôi giời ơi. Nó. Các bạn lấy bây giờ lấy hải này. Đấy. Rồi con mặt đáng thương kìa. Con mặt đáng thương kìa. Các bạn biết mình trừ lỗ này làm gì không? Các bạn biết mình trừ lỗ này làm gì rồi đúng không? Đấy còn lại đi xem nào. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Còn lại 13 viên nữa các bạn ạ. Đấy, xem. Hãy quay xe. Phê không? Cảm giác như thế nào? Phê không? Phê như thế nào ấy? Sướng, sướng không? Sướng không? Không. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bỏ một chút gạch. Giờ mình sẽ gỡ gạch có 2 năm nhiều hết nơi rồi các bạn ạ. Cảm giác như thế nào? Nổi nhé, nó không chịu được vậy ạ.
đi. Đấy thì các bạn ạ, mình đã gỡ xong gạch cho Hải. Thế nào? Đứng dậy đây. Đấy các bạn coi này. Vẫn y nguyên như xưa các bạn ạ. Cảm giác như thế nào? Hả? Liệt. Cảm giác liệt. Mình hoàn thành thử thách xong cho tháng 2 rồi các bạn nhé. Hăng thăng là các bạn ạ. Cơ bản là nặng, gạch nặng các bạn ạ. Đấy thì làm xong thử thách đi rồi tương ở hắn thăng được thì chỗ hơn 100.000 bên hắn thăng được thôi các bạn ạ. Bê mình hơi cảm giác là rắn các bạn nhé. Bê cảm giác là hắn rắn nặng đau đau giờ hắn có khó thơ không ủ hơi hơi thôi giờ ước tưởng hắn muốn 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 tí muốn phèo lỏng không phế không phế tóm lại một câu có phế không phế phế như răng phế như con tê tê. Các bạn ạ, mình đã hoàn thành thử thách cho thằng Hải các bạn ạ. Các bạn ạ, thì video của Đạt sẽ kết thúc tại đây các bạn ơi. Thì các bạn nếu thấy video của Đạt hay thì đừng tiếc một lần like, một lần đăng ký, chia sẻ kênh giúp Đạt nha. Tôi là Còn xin chào tất cả các bạn. Thôi, hai thằng chào anh em.